xin cho em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị khán giả cùng hai MC của chương trình, anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn nữ kế bên. Em xin phép em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bình Thạnh, em đến từ Cần Thơ, năm nay thì em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang công tác, làm việc ở Cà Mau và công việc của em là trình duyệt viên. Hey, mời bạn gái. Dạ, xin chào hai MC và toàn thể khán giả. Em tên là Viên Ngọc Bích Hồng, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Vũng Tàu và hiện đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nghề nghiệp của em là gia công bản vẽ kiến trúc ạ. Mời bạn nữ cho tôi biết những cái điểm yếu và điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của em là em rất là thích chơi thể thao như là bơi lội và điền kinh. Em biết nấu ăn và làm được rất nhiều loại bánh. Điểm yếu của em là em ít khi nào thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nhiều. Tại sao cái đó là mình có quyền lựa chọn là mình có thể hiện hay không thể hiện mà? Và tại sao Bích Hồng là lựa chọn là mình không muốn thể hiện cảm xúc? Hay là tại cái cơ mặt nó như vậy hay là mình không thể hiện? Chắc là do cái cơ mặt của em nó như vậy. Do cơ mặt thôi chứ ai mà không thể hiện, bởi vì tình cảm nó thể hiện gương mặt. Đôi khi cái cơ mặt nó vậy rồi thì không thể hiện. Như cái điều này đúng là một cái nhược điểm rất là lớn. Dạ. Đôi khi ta tiếp xúc một người nào đó, tôi nói câu chuyện nào đó mà nó không có thay đổi về cảm xúc á, gây cho người đối diện mất đi một chút cảm tình nào đó. Anh Linh, em là một trường hợp điển hình. Em không biết tại sao cái mặt em lúc nào cũng bị quy định là quạo quọ, khó chịu. Mà không phải, giống như mình đang nghĩ cái gì đi, mình suy nghĩ, mình ngồi mình chăm chú mà người nói mặt mình khó chịu hoặc là mặt mình thái độ mà không phải. Dạ, đôi khi rồi. Đó là cái cơ mặt của mình và một cái điều đó là đúng một cái rồi. Điều rồi, rồi, bạn Nam. Bây giờ tới bạn Nam nè, mình trình bày ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Về ưu điểm của em thì em là người sống tự lập, trung thực, thẳng thắn. Đặc biệt em cũng biết nấu ăn luôn. Về điểm yếu của em thì em có một chút hơi nóng tính. Em cũng dễ tin người anh. À, bên đàn gái cho tôi biết một chút xíu về tình trường đi. Em đã trải qua một mối tình ạ. Đó là mối tình ở thời cấp 3. Còn bạn mấy mối tình? Về em thì em cũng trải qua hai mối tình. Đều là mối tình thời sinh viên á. Thôi bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào em nói cho Nam Thư biết đi. Để dạ. Xem có giống như bạn bên kia không. Dạ, em chào chị Nam Thư ạ. Thì cơ bản em muốn một bạn này hiểu biết và có suy nghĩ chín chắn. Ví dụ mẫu hình nào em tưởng tượng ra cái người phụ nữ đó? Mẫu hình giống mẹ của em theo kiểu phụ nữ truyền thống à. Ừ. Mẹ em là người phụ nữ sống vì gia đình rất là nhiều. Cái đó là quan điểm ở đây. Dạ. Còn bên đàn gái, bên em đàn muốn gái. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? À, mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai đó, cao trên 1m7, có thân hình cân đối, có nụ cười tỏa nắng một chút cũng được. Cười tỏa nắng là cười sao mới tỏa nắng? Có bức hình coi chị thấy giống không à? À, là tức là mình sẽ đem hình này ra so đúng không? À, cái này là em tự coi. Vẽ ra. Em tự vẽ theo cảm nhận của em, tưởng tượng của em. Dạ. À, đây. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Rồi, đâu đưa coi nụ cười tỏa nắng, nụ cười thế nào? Đây. Coi giống không nha mọi người? Trời ơi. Có tỏa nắng không anh? Hả? Sao nụ cười này cũng thấy tỏa nắng? Cười tỏa nắng là sao? Cười vậy tỏa nắng không? Anh nói là cười nhát ma đó anh, chứ phải tỏa nắng. Khó quá nha. Anh không biết giống hay không, anh giữ làm kỷ niệm đi. Này cho hứa, luôn rồi. Hứa mình đạt quá vậy. Cho luôn rồi. Nhà gái của em có tên rất là đặc biệt, Viên Ngọc Bích Hồng. Ủa họ Viên là họ sao em? Dạ ba em họ Viên nên em họ Viên rồi. À. Anh Linh hỏi câu. Ủa mà nhà mình có làm gì liên quan tới đá quý không? Nghe nó thấy nghe họ hàng. Em sinh ra trong gia đình đá quý luôn ạ. Trời. Thiệt hả? Vậy đó hả? Ba chị em đều họ Viên Ngọc hết ạ. Chị là Viên Ngọc Mai Thảo ạ. Em là Viên Ngọc Bích Hồng. Em trai là Viên Ngọc Tân ạ. Tìm một người đàn ông nãy giờ em tả thì em thấy rằng bên đây cũng đáp ứng được hơi nhiều đó. Em không thích đàn ông ở điều gì? Một người đàn ông hút thuốc, nhậu quá nhiều. Với lại keo kiệt bụng xỉn á. Có không em? Hút thuốc em không hút thuốc. Keo kiệt em không keo kiệt. Nhậu thì em có nhậu nhưng mà không nhậu quá nhiều. Anh có nhậu rượu không mà? Rượu anh nhậu được nhưng mà anh nhậu không được nhiều em. Em uống rượu được hả? Dạ, uống rượu uống bia đều được. Trời ơi. Rượu em uống mấy can? Mấy ly thôi chứ không. Mấy ly à? Còn bia uống được mấy ly? 6-7 lon vậy. Ê cha, 6-7 lon là đô dữ đó. À, rồi còn bạn trai mình không thích phụ nữ như thế nào? Phụ nữ giống bà Tám á gì? Nhiều chuyện. Dạ dạ. Với coi thường người khác. Ờ. Em có bà Tám không cưng? Dạ em ít nói chị. Ờ. Bà Tám đôi không phải là bà nói nhiều là bà Tám. Nếu mà nói bao nhiêu bà Tám là em là bà Tám đó. Bà Tám ý nghĩa là lấy chuyện người này nói người kia.
ra nhà kia nói chuyện người nọ. À là đâm bị thóc, thọc bị gạo. Đó, nó mới là bà Tám. Còn nói chuyện nhiều đâu phải bà Tám. Anh em mà bà Tám thì anh chắc cũng anh Tám. Anh là Tám rưỡi đó. Tám rưỡi luôn hả? Ừ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với dì của em ạ. Xin cái chào MC Quỳnh Linh và cô Nam Thư. Dạ. Tôi là dì của Bích Hồng. Và sau khi mà nghe cháu trai bên đây nói chuyện thì thấy là tánh tình rất là được và vui tánh, dễ chịu. Không. Với lại cái công việc thì là so với gia đình Bích Hồng thì rất là hợp. Tại vì gia đình Bích Hồng là cũng như là làm trong cơ quan nhà nước không, cho nên là về cái công tác đó là rất là hợp chứ không có phải mà nói gì. Cho nên là hai cháu là tạo điều kiện để mà tìm hiểu nhau và đi tới một cái điều đó xa xôi mà cho việc riêng gì cũng rất tán thành cái công việc của hai cháu. Rồi hay quá, dì ủng hộ ha, hỗ trợ hết sức mình. Bạn trai em đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây cùng với ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào cô chú. Xin chào Quỳnh Linh và chào Nam Thư. Dạ. Chào khán giả. Cô là tánh tình của Thạnh, nó nói rất là đúng, nó là rất hiền và rất có hiếu thảo, anh em trong nhà sống rất là hòa đồng. Còn cô đó, thấy cháu cô cũng thấy thương. Cái này là cũng như là nó đi làm thì cũng nhiều lắm rồi mà nó như chưa tới duyên nợ của nó đó, cô cũng đồng ý, thấy cháu cô cũng thương á. Dạ cảm ơn. Dạ. Cho hai trẻ gặp mặt đi. Xin mời mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Rồi bắt đầu đi. Gửi tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi anh. Đây là những cái chiếc bánh mà em chính tay em tự làm ạ. Hy vọng anh thích ạ. Biết đẹp anh sang. Dạ đúng rồi. Cảm ơn. Anh nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em có chia sẻ một số thông tin về em. Dạ. Thì em nói em biết nấu ăn và biết làm bánh, anh rất là thích. Thì anh cảm nhận như là mình có một cái điểm như đó. Rất là chung em. Anh cũng biết nấu ăn nữa, anh cũng biết chăm sóc gia đình nữa. Bình thường khi mà anh làm việc thì anh tiếp xúc khách hàng, anh nói rất là nhiều. Nhưng mà khi về nhà anh lại ít nói. Không biết là nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em nghe anh giới thiệu tên đó là em đã thấy rất là ấn tượng à. Tại vì tên của anh giống tên của ba em ạ. À. Ba em tên cũng Thạnh luôn hả? Dạ tên Thạnh luôn ạ. À. Em cảm nhận anh rất là gần gũi, dễ thương. Về công việc của em thì em đi cũng khá là nhiều. Nếu được có thể thì một tháng anh sẽ lên thăm em 2 ngày. Em cũng thông cảm giùm anh. Nếu anh sắp xếp không được thì em sắp xếp em xuống Cà Mau cho thăm anh rồi. Trời ơi, hay quá. Ghê, anh rất là hoan nghênh. Anh có thích đi du lịch không ạ? Anh rất thích đi du lịch. Anh cũng tính vừa hỏi em. Anh cũng có điều này muốn chia sẻ luôn. Thì từ nhỏ tới lớn anh có một nơi anh rất là muốn đi tới, nhưng mà anh vẫn chưa đi được. Lúc còn đi học á thì anh nghe thầy cô bạn bè nói về Đà Lạt rất là đẹp. Lúc đó anh rất là muốn đi, nhưng mà lúc đó mình còn đi học thì mình cũng chưa có chi phí để mình đi được. Nhưng mà sau này lớn lên á thì anh cũng chưa có người yêu nữa, nên nếu mà mình đi tới đó mà đi một mình á thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Thì anh hy vọng là sau chương trình này anh có thể là cùng em đến đó để thực hiện ước mơ. Em nghe lời nguyền về Đà Lạt chưa? Cũng có nghe chị, nhưng mà thật sự thì em cũng không có quan trọng điều đó nhiều. Quan trọng là mình cần nhau, mình hiểu nhau. Chính xác, đó là lời đồn thôi. Như thiếu gì người ta đi Đà Lạt, ta cưới nhau ào ào đó. Sao em đi Đà Lạt vậy em chia tay? Cái đó chuyện của em. Theo anh thì em như vậy được không ạ? Truyền thống không? Anh cảm nhận về em thôi thì anh cảm thấy là vậy là ok rồi em ơi. Bây giờ mình có món quà nào gửi tặng nhau được, bài hát nào đó, món quà tinh thần dành cho nhau thì em xin phép. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lời thấy thương nghe thật buồn. Hay quá, cảm ơn. Bạn gái có tặng món quà cho
Em dạ anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Em xin mời anh nhảy chung với em bài nhảy à? Không biết. Anh cứ nhìn theo em và nhảy thôi là được không ạ? Rồi, âm nhạc. Hai đứa mai mốt về có giận nhau, cãi nhau, mở bài lên nhảy hết giận. Dễ thương mà. Rồi. Thật sự hỏi con tim mình, người ngồi bên kia có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang đi tìm hay không? Tôi xin nhắc lại, bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Không yêu, nhường cơ hội để cho người khác. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi nào, Bình Thạnh. Đó. Chúc các bạn hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Và bây giờ trước sự chứng kiến mọi người, một nụ hôn để chứng minh rằng các bạn bấm nút từ trái tim. Rồi, dễ thương. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng. Đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng các bạn. Trai tài gái sắc, rất là dễ thương. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo.